hôm nay Steven đi qua quay phim ở nhà của một người bạn mới vừa mua một căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm trên một acre đất. Cái chu vi nhà là cũng tương đối 3 phòng ngủ 2 phòng tắm thôi, mà nó đất nó rất là rộng. Mà Steven sẽ chạy vòng vòng qua đây quay cho cô chú anh chị và các bạn để tham khảo nhà này như thế nào và giá hiện tại là bao nhiêu. Thì mọi người hãy theo chân Steven nha. Đây là cái khu của Steven đang ở. Thì từ đây chạy đến đó cũng khoảng chừng 5 phút thôi. Đến gần căn bên này. Trước mặt của Steven bên tay trái hồi xưa nó cũng có đây là cái khu hồi xưa là cái văn phòng của cái khu này. Vì sau này nó bán hết nhà rồi nó mới phá cái parking lot ra, nó mới xây 4 căn nhà. Tiếp tục mình đi qua cái căn nhà bên này trước đi, thì một tí mình trả lời mình xem cái căn nhà đó sao. Mình đang chạy trên đường 56 nha, hồi nào ổn rồi chứ mình cũng quay phim nhiều lần nha. Trên đường 56 đây là Route 56, thì từ phi trường đi lên tới chỗ khu nhà của Steven ở thì cũng khoảng chừng 25 tới 30 phút thôi. Trên này là cái khu này nó mới vừa mở mang khoảng chừng 10 năm trở lại đây, thưa cô chú anh chị. Hồi xưa ở đây là giống như đồng ruộng không, mà sau này nó mới mở lên đây rồi tất cả những hãng xưởng nó mới dời về khu này, nó mở một cái premium outlet. Và cái outlet một trong những cái outlet đi shopping đó lớn nhất ở khu Tampa. Cái company Raymond James nó mới vừa mua 64 acre để nó dời cái company về đây, nó cho mấy người broker. Thì cái company nó sẽ dời khoảng cho 1.500 nhân viên về tới cái khu của Wesley Chapel trong tương lai. Để cô chú anh chị xem là cái khu này nè, khu ngoài khu này nó không có CDD nha, thuế rất là thấp CDD. Mà tại vì khu này nó cũng ở ngoài ngoại ô của Wesley thôi, mà nó không có Wesley Chapel thôi, mà nó không hiện tại nó không có dùng nước của public water, mà nó dùng kia nấy bờ họ cũng là cắt cỏ. Ngoài này nó cũng yên tĩnh luôn cô chú anh chị. Căn nhà này là mới vừa mua close thôi. Mấy cái nhà mà Steven đăng lên á, thì số đông là các anh chị đã mua rồi nha. Mấy cô chú anh chị có hỏi có thể quay cho mọi người tham khảo cái nhà thôi, chứ thật sự cái nhà này đã có chủ rồi cô chú anh chị. Nhà này nó cũng nhỏ thôi, nó cũng không lớn luôn. 3 phòng ngủ 2 phòng tắm mà có thể vừa cho gia đình hai chồng hai đứa con ở thì nó thoải mái lắm. Tại vì cái đất nó rất là rộng. Nhà này nó có trên 1 acre đất. Có ai thấy có con rùa đi ngoài kia không vậy? Không thấy, để mình quay gần này cho xem. Thấy chưa? Cảnh vật cái Florida, rùa nó bò nó chẳng biết sợ mình là gì luôn á. Ngon không? Đi gặp mình cái nó thúng cái đầu lại kìa. Ngon không? Mày hên mày sống ở Mỹ, mày sống ở Việt Nam là mày tiêu đời mày rồi á. Yeah. Qua thăm nhà mới. Đang ngay dán chuẩn bị làm sân baseball.
Ở cái nhà này mình thuế mình trả nhiêu thôi vậy kìa. Để 2.000 mấy, 3.000 mấy gì đó. 2.000 mấy hả? Ôi, mấy ngon. Ngon. Cái giá đó là cái estimate của cái năm rồi. Còn năm nay nó bán cái giá nhà nó lên. Thì có thể trong vòng 6 tháng năm trở lại đây căn nhà nó lên cũng gần 70-80 ngàn chứ đâu có kìa, thấp quá kìa hả? Cao quá. Đương nhiên cái thuế nó ở đây và số đông ở khu này thì cũng từ 0.98 tới 1 chấm mấy trở lên, 1.1, 1.2. Phỉnh đất bự như gì để trồng cây thì nó cũng có mẫu máy cũng ngon chứ hả? Ok, ở Wesley Chapel mình bỏ 300 mấy mua căn nhà này mình ở. Ở New York bỏ 300 mấy chỉ mua được cái gara thôi. Nè, đây là cái phòng này chắc còn là phòng master phải không? Master. Ừ. Mọi người cứ đừng hỏi tại sao nó làm lung tung đen tại nhà này đang làm sửa sang lại cho nó đẹp đẽ. Mới sơn, mới sơn. Mới sơn. Giờ chưa sơn cái bếp rồi, sơn cái bếp luôn. Chưa xong thì nó. Chưa xong. Đó. Đó, là nó có hai cái sink, cái toilet với một cái stand shower. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha mọi người. Ai muốn mướn nhà ở khu này thì cứ hú Steven để Steven hút up cho nha. Hiện tại nói cho mọi người biết nha, ở khu nhà này á, là tương lai không có trả tiền nước nha, nước free. Nước, tiền nước free cũng đỡ lắm chứ bọn. Bên đây nó có hai phòng ngủ nữa. Ok, phòng ngủ thứ hai. Đó, phòng ngủ thứ hai nè. Hai chồng, hai đứa con ở nhà này là thoải mái, vô tư luôn. Rồi qua cái phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này nó có cái toilet ở phía ngoài. Đó. Đó, thấy chưa? Bên đây phòng ngủ thứ ba nè. Thì nền nó chính là làm gạch ceramic cái trên là kịp nó sơn có thể đỏ sơ sơ sơn với cái baseboard nè. Camera bây giờ nó làm cái phòng thành phòng chơi luôn rồi. Gara nè. It's a finish. Cho nên là ai muốn ở đây ăn nhậu cũng được, làm cái kia đời cũng được. Đó. Chỗ này chắc đồ xí quần áo nè. Trong này cái gara cho mọi người trong hai phòng ngủ nha. Giờ gara mà cho nó dán lên, nó cho nó dán ra nhân gỗ lên nó mới sang chứ. Phòng ngủ với phòng ăn thì đây là lan trước. Đây là gỗ, hardwood. Ok, nhà này nè, ở zip code 33543 Wesley Chapel, Florida. Ai muốn tìm nhà cho mướn thì cứ liên lạc Steven nha, đây Steven hook up cho. Nếu mướn được nhà ở thoải mái như vậy thì đâu cần gì đâu, chỉ đợi Steven nhậu một bữa là đủ rồi. Cái này làm cũng cái này cũng thoải mái hết. Nó đổi lên, nó để cái van này cũng hay giống như luôn nhà mình ở trong kia. Phía bên kia nó cũng đang cắt một căn nhà mới ở bên đó mà nó chưa xong, nó đang cắt trong dở nữa cũng gần xong rồi. Cái căn nhà này là trên một mẫu đất nha cô chú và anh chị, trên mẫu đất. Thì bên này cũng có một cái nhà nhỏ nhỏ này để đựng mấy cái đồ vật dụng á. Ở dưới này, khu này nó chưa có dùng nước hấp định cái gì, nó có cái septic tank. Tank giống như cái bồn mà để bồn cầu á. Thì trong nhà nó chạy ra đây rồi lâu lâu khoảng một thời gian rất là lâu cô chú anh chị mình có thể mình mướn người ta về, người ta hút ra cho mình. Cô chú anh chị biết cái giá nhà của nhà này 3 phòng ngủ 2 phòng tắm á, cái giá nhà nó hiện tại là bà hổm anh bạn của Steven nó mua căn nhà là trên 380. Và căn nhà này là cho mướn. Nếu anh chị cô chú anh chị nào mà về khu Wesley Chapel ở mà muốn ở cái khu ở ngoài này nó yên tĩnh á, thì muốn mướn cái nhà này á, thì liên lạc với Steven nha. Thì
bạn của Steven sẽ để giá ưu đãi cho mọi người. Thì cái căn nhà này từ đây mà chạy ra tới chỗ trường thì cũng khoảng tương đương khoảng chừng 25 tới 30 phút. Thì từ đây qua nhà Steven cũng khoảng chừng 5 phút thôi à. 5 phút lái. Thì Steven nãy có chạy cho cái đường để cho mọi người xem á. Cái góc bên kia là cái well á, nó tự động nó bơm nước lên cho mình luôn. Ở ngoài này, ở cái khu này á không có trả tiền nước. Cái nhà này mình chỉ trả tiền điện thôi. Chứ nước là sử dụng nước là free, không có trả tiền nước. Sau này nó có cái sân để barbecue nè. Cái hiên nhà cũng lớn lắm. Này thì cũng có cái chỗ barbecue. Xong rồi nghe mọi người coi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian xem video của Steven. Có gì hẹn lại một video sớm nhất nha. Chúc mọi người sức khỏe và bình an nha. Căn nhà này ở Wesley Chapel, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Chu vi của đất thì trên 1 acre. 3 phòng ngủ 2 phòng tắm nằm ở Wesley Chapel. Zip code là 33543. Nhà này coi với tham khảo nha mọi người. Nhà này hiện tại có chủ rồi nha. Mà nhớ cô chú anh chị nào xuống Wesley Chapel muốn cho mướn nhà, muốn như nhà này cho mướn á, thì có thể liên lạc với Steven. Thì Steven để liên lạc để cho thông tin để đi tìm hiểu để mướn cái nhà này. Còn muốn mua thì không có mua được, tại có người mua rồi, người ta mới mua, người ta mua lại cho mướn. Ok, cái gì hẹn gặp lại, bye bye.